Ukraine tuyên bố thành công ở Kherson, đẩy lùi quân Nga. Natalia Gumeniuk, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam, cho biết Ukraine đã đẩy quân Nga ra xa Dnipro 3-8 km ở tả ngạn trong khu vực Kherson, tiếp tục thiết lập một đầu cầu quan trọng. Kyiv Post đưa tin, Natalia Gumeniuk, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy tác chiến phía Nam cho biết ước tính lực lượng Moscow trong khu vực Kherson vẫn lên tới hàng chục nghìn binh sĩ nhưng không thể bắn cối vào các khu định cư gần đó nữa. Lý do là quân đội Ukraine đã đẩy quân Nga ra xa Dnipro từ 3-8 km ở tả ngạn trong khu vực Kherson, tiếp tục thiết lập một đầu cầu quan trọng. Bà Gumeniuk tuyên bố hôm 19 tháng 11 rằng thành công nói trên đã khiến hỏa lực cối của Nga không còn là mối đe dọa đáng kể đối với các khu định cư ở bờ phải trên phần lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Ước tính quân Nga bị đẩy lùi khoảng từ 3-8 km, tùy thuộc vào đặc điểm địa lý, cảnh quan dọc bờ trái. Bây giờ cối của họ không thể bắn trúng bờ phải, nên chúng tôi coi đó là một thành công nhất định, bà nói. Người phát ngôn ước tính lực lượng Nga trong khu vực vẫn lên tới vài chục nghìn binh sĩ, đồng thời nói đối phương vẫn tiếp tục bắn pháo vào bờ phải. Ở đó có một lực lượng đông đảo nên chúng tôi có rất nhiều việc phải làm. Và cho biết thêm rằng lực lượng Ukraine không ghi nhận bất kỳ nhóm tấn công nào của Nga được thành lập vào lúc này, có nghĩa là họ đuối sức, không có khả năng chuẩn bị cho bất kỳ nỗ lực tấn công nào. Diễn biến này được đưa ra sau thông báo chính thức đầu tiên của Kiev vào hôm 14 tháng 11 thừa nhận rằng một tháng trước, lực lượng của họ đã thiết lập được đầu cầu ở đó, một mục tiêu quan trọng trong cuộc phản công của Ukraine. Đầu cầu ở tả ngạn sông Dnipro sẽ cho phép lực lượng Ukraine tấn công sâu hơn ở phía nam, mặc dù điều này đòi hỏi phải triển khai thêm quân và thiết giáp ở khu vực đầm lầy khó tiếp cận. Bộ Chỉ huy Thủy quân lục chiến Ukraine trong một tuyên bố hôm thứ Sáu 17 tháng 11 cho biết các binh sĩ của họ đã phá hủy hàng trăm phương tiện chiến đấu của Nga trong những trận chiến ở bờ đông sông Dnipro. Đây là thông báo chính thức đầu tiên của Kiev về tổn thất của Moscow xuất phát từ những nỗ lực của Nga, cho tới nay vẫn không thành công nhằm loại bỏ các điểm kiên cố của Kiev ở bờ đông của tuyến đường thủy lớn nhất Ukraine trong khu vực Kherson. Các cuộc đột kích vượt sông đầu tiên của Ukraine do lực lượng đặc nhiệm tiến hành trên những chiếc thuyền nhỏ đã được báo cáo trên các nguồn tin mở vào tháng 5. Tuyên bố chính thức của quân đội Nga hồi tháng 10 thừa nhận lực lượng Kiev đang hoạt động ở bờ đông sông Dnipro nhưng cho rằng lực lượng này yếu về sức mạnh và lần lượt bị tiêu diệt bởi các cuộc tập kích và pháo binh của Nga. Vào ngày 30 tháng 10, Điện Kremlin đã miễn nhiệm vị tướng chỉ huy tất cả các lực lượng Nga tại khu vực phía Nam vì ông và các nhân viên của mình bị cáo buộc là đã báo cáo không chính xác với cấp trên về tình hình thực tế tại mặt trận khi lần đầu tiên Ukraine tổ chức cuộc vượt sông mạnh mẽ. Trong một báo cáo ngày 9 tháng 11, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc điều chuyển quân tiếp viện có khả năng chiến đấu để đáp trả các hoạt động của Ukraine ở tả ngạn khu vực Kherson. Theo kênh RIBA, tình hình chiến sự trên hướng Kherson mới nhất tính tới hết ngày 19 tháng 11 vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục chiếm giữ các đầu cầu ở trung tâm Kryvyi. Theo các báo cáo trưởng xác nhận, Ukraine đã mở rộng được một chút vùng kiểm soát ra ngoại ô phía tây của làng. Hai bên đang đấu pháo tích cực trong khu vực, Nga nắm lợi thế hơn một chút khi tập trung sử dụng máy bay không người lái cảm tử để săn lùng và vô hiệu hóa các khẩu pháo tự hành của đối phương ở bờ phải. Nếu không có pháo binh, các đội hình của Ukraine sẽ gặp khó khăn hơn nhiều trong việc trụ lại trong khu vực. Vì vậy, mỗi khẩu pháo bị hư hỏng đều có giá trị bằng vàng. Lý do, Nga vẫn để căn cứ trực thăng trong tầm bắn của ATACMS. Nga vẫn đang duy trì triển khai các phi đội trực thăng ở các căn cứ chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 6 km và cách các vị trí tiền tuyến 75 km mà không lo ngại Kiev sẽ nhắm mục tiêu bằng các hệ thống khí tài do phương Tây cung cấp. Một trong những mối đe dọa đáng kể đối với lực lượng phòng vệ Ukraine là trực thăng tấn công của Nga, đặc biệt là K-52 và Mi-28. Để ngăn chặn mối đe dọa này, Ukraine cần phải tăng cường lực lượng phòng không và tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống vào các căn cứ không quân của đối phương. Sau cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATACMS vào các sân bay của Nga ở Berdyansk và Lugansk, năng lực phòng không của Ukraine đã được cải thiện nhưng không đủ để buộc Nga phải thay đổi chiến thuật tấn công. Defense Express dẫn những phân tích về hình ảnh vệ tinh của các chuyên gia cho thấy Nga vẫn duy trì các phi đội trực thăng ở các căn cứ gần tiền tuyến. Các căn cứ trực thăng được Nga đặt ở Taganrog, Zenograd vùng Rostov, Butulinovka vùng Voronezh, Rovenki vùng Belgorod, Kirovsky bán đảo Crimea. Ngoài những căn cứ được các nhà phân tích quan sát, còn có một số căn cứ trực thăng khác, nơi các máy bay trực thăng của quân đội Nga được tiếp nhiên liệu cho các nhiệm vụ chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine. Theo Defense Express, có ghi nhận máy bay trực thăng tấn công của Nga cất cánh từ căn cứ không quân ở Tsankoy, bán đảo Crimea, Belgorod và Valuiki. Hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 25 trực thăng tấn công K-52 hiện diện ở các căn cứ này và số lượng còn có thể lớn hơn. Một số chuyên gia quân sự đánh giá rằng tên lửa ATACMS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine cũng có thể không phải là giải pháp hiệu quả để đối phó với trực thăng của Nga. Họ chỉ ra các lý do
khiến Ukraine khó sử dụng tên lửa ATACMS để tập kích các căn cứ của Nga. Lý do thứ nhất là hạn chế về mặt kỹ thuật. Trong số các căn cứ không quân của Nga kể trên, có căn cứ Kirovsky ở bán đảo Crimea nằm cách tiền tuyến khoảng 230 km. Để nhắm mục tiêu hiệu quả ở khu vực này, lực lượng vũ trang Ukraine cần phiên bản M39A1 của ATACMS với tầm bắn 300 km. Tuy nhiên, phiên bản ATACMS Mỹ gửi cho Ukraine chỉ có tầm bắn 165 km. Lý do thứ hai là Ukraine sử dụng khí tài phải tuân theo các điều kiện mà Mỹ đưa ra. Washington đã nhiều lần cảnh báo Kiev không sử dụng khí tài do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga nhằm tránh leo thang căng thẳng. Đó là lý do tại sao Nga có thể triển khai thêm một số máy bay trực thăng tấn công sẵn sàng chiến đấu tại vùng Rovensky-Belgorod, chỉ cách biên giới Ukraine 6 km và cách tiền tuyến 75 km. Tuy nhiên, việc Ukraine sử dụng khí tài tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu của Nga cũng sẽ khiến Moscow phải di chuyển thiết bị quân sự về phía sau tiền tuyến. Ngoài phạm vi hoạt động của khí tài Ukraine, việc di rời này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của trực thăng vì tần suất xuất kích giảm, trang bị hao mòn nhiều hơn, đòi hỏi phải bảo trì và sửa chữa liên tục. Tiêm kích tàng hình Su-57 đã được Nga tung vào tham chiến ở Ukraine. Mặc dù là tiêm kích tiên tiến nhất của Nga, Su-57 lại vướng phải các vấn đề kỹ thuật. Chỉ có tối đa 10 chiếc được đưa vào sử dụng. Chúng hiếm khi tham chiến tại Ukraine. Theo Kiev Post, tiêm kích tàng hình đầu tiên và duy nhất đang hoạt động của Nga, máy bay chiến đấu đa năng 2 động cơ Sukhoi Su-57, NATO gọi là Phelon hay kẻ tàn bạo, đã trải qua 10 năm nghiên cứu để trông gai trước khi đi vào biên chế trong lực lượng hàng không vũ trụ Nga VKS năm 2020. Là một trong ba quốc gia tiên phong phát triển tiêm kích tàng hình cùng với Mỹ và Trung Quốc, Nga đặt nhiều kỳ vọng vào Su-57. Tuy nhiên, dường như tham vọng của nước này đã bị ngăn cản bởi những khó khăn về kỹ thuật và ngân sách. Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn do các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi xung đột Ukraine nổ ra. Su-57 có thể là một tiêm kích mạnh mẽ, nhưng Điện Kremlin dường như gặp phải vấn đề trong việc khai thác hết tiềm năng của chúng. Su-57 đã tham chiến tại Ukraine. Cho tới nay, chưa có xác nhận nào về việc nhìn thấy máy bay Su-57 trên bầu trời Ukraine, nhưng có suy đoán rằng Moscow đã dùng chúng để tấn công các mục tiêu của Kiev. Vào ngày 5 tháng 11, một kênh Telegram cho rằng một chiếc Su-57 đã được ghi nhận bay trên bầu trời ở khu vực Lugansk, miền đông Ukraine. Một báo cáo của tình báo Anh hồi tháng 1 cho biết Nga gần như chắc chắn đã sử dụng Su-57 Phelon để thực hiện các nhiệm vụ chống lại Ukraine. Truyền thông nhà nước Nga vào tháng 6 năm 2022 đưa tin một máy bay Su-57 đã tiến hành tham chiến tại Ukraine và được giao nhiệm vụ xác định và tiêu diệt các mục tiêu phòng không của Ukraine. Đại tá Yuri Ignat, người phát ngôn không quân Ukraine cho rằng không loại trừ khả năng Nga đã dùng Su-57 để chống lại Ukraine vì đơn giản là không có cách nào để phân biệt máy bay trên radar. Ông Ignat cho biết trong một cuộc phỏng vấn, đối với chúng tôi, các mục tiêu trên không là dấu vết trên radar. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng không quân Nga tự hào có nhiều loại máy bay, bao gồm Su-25 và Su-35, có thể tiến hành các cuộc tấn công tương tự. Từ lâu, người ta đã suy đoán rằng Moscow tránh cho Su-57 thâm nhập vào không phận Ukraine vì sợ bị phòng không đối phương bắn hạ. Trong khi nước này chỉ có tối đa 10 chiếc, nên chúng vẫn là tài sản cực kỳ quý giá của lực lượng không quân Nga. Su-57 ghê gớm tới mức nào? Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như khả năng tàng hình tương đối tốt, radar và hệ thống phòng hộ mạnh, mang được lượng khí tài lớn và đa dạng, giá lại hợp lý hơn so với những dòng tiêm kích tàng hình cùng loại của phương Tây. Thế nên Su-57 được coi là niềm mơ ước của không quân nhiều nước. Hãy tìm hiểu cách NATO định danh, đặt tên mã cho các loại khí tài Nga. Chẳng hạn, trong khi Nga đặt tên cho máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 là Thiên Nga Trắng, thì NATO định danh là chiếc dùi cui Blackjack, rất xứng đáng với uy lực và sức mạnh răn đe của nó. Còn Su-57, ngay sau khi chính thức biên chế, NATO cũng nhanh chóng gắn mác cho nó là Phelon hay kẻ tàn bạo, cho thấy khối Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đánh giá rất cao và tỏ ra e ngại dòng tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga có thể đè bẹp F-22 Raptor chim săn thịt của Mỹ. Việc đặt tên cho F-22 là chim săn thịt, hàm ý đây là loại tiêm kích hiện đại nhất, vượt trên tất cả. Các máy bay khác chỉ là mồi cho nó mà thôi. Tuy nhiên, ngày nay đã khác, Nga đã có kẻ tàn bạo sánh ngang, thậm chí là vượt trội hơn so với tiêm kích Mỹ. Các chuyên gia hàng không quân sự đa phần nhất trí rằng Su-57 hoàn toàn xứng đáng với tên định danh do NATO đặt ra, bởi nó sở hữu những kỹ năng, kỹ chiến thuật ưu việt. Thứ nhất, thiết kế khí động học mang tính đột phá. Su-57 có hình dạng tàng hình kiểu cánh bay, rất khác so với các loại máy bay từng được chế tạo. Khoang khí tài ở dưới thân được che bởi cặp động cơ hai bên, buồng lái ở phía trước và đuôi phía sau. Khung thân của Su-57 được đúc liền khối bằng hợp kim nhẹ, chứ không phải bằng các tấm bản đúc hoặc dập và các ống thép như thông thường. Do đó, nó rất nhẹ và chắc chắn,
Do không có các mối hàn liên kết nên loại bỏ được ứng suất nhiệt có hại, làm tăng tuổi thọ khung thân lên rất cao. Kiểu tàng hình cánh bay có ưu điểm hơn hẳn kiểu cạnh kim cương của F-117A hay F-22. Chẳng hạn máy bay ném bom B-2 của Mỹ, dù to lớn hơn các máy bay chiến đấu F-22, F-35 rất nhiều, nhưng tiết diện phản xạ radar RCS lại nhỏ hơn. Khả năng tàng hình của Su-57 được cho là ngang bằng với các đối thủ phương Tây, mặc dù các nhà phân tích cho rằng RCS của nó không đạt tiêu chuẩn và to như FA-18 Super Hornet thế hệ thứ tư của Mỹ, nhưng tất nhiên điều này không thể được xác minh. Thứ hai, radar và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. Su-57 được ứng dụng những công nghệ mới nhất, bao gồm 6 radar để cải thiện khả năng nhận biết tình huống. Radar N036 BNK trên khoang của nó được cho là có tầm trinh sát lên tới 400 km, trong khi radar của F-16 mà Ukraine sắp tiếp nhận từ các đồng minh phương Tây kém hơn nhiều. Thứ ba, tiêm kích Su-57 được thiết kế không những mang được tất cả các loại tên lửa và bom của máy bay chiến đấu, mà còn mang được các khí tài của máy bay ném bom chiến lược Tu-23, Tu-95, Tu-160. Nhờ vách ngăn giữa hai khoang khí tài trước và sau chỉ là khung đỡ giá treo mà thôi, nó không phải là khung tăng cứng cho máy bay nên có thể tháo ra để làm thành một khoang khí tài lớn. Còn hơn thế, tiêm kích Su-57 giấu khí tài vào trong và không bị lộ tín hiệu radar và sau khi ném bom. Bắn tên lửa xong, các máy bay chiến lược trên phải thoát ly ngay. Riêng Su-57 thì chả có máy bay nào dám đuổi theo vì nó còn ít nhất 2 tên lửa tầm ngắn ở khoang hông và một cơ số đạn cùng với khả năng không chiến số 1 nữa. Tóm lại, Su-57 là tiêm kích đa năng, vừa có thể không chiến giành ưu thế trên không, vừa có thể công kích mục tiêu mặt đất và mặt biển. Chẳng hạn, nó có thể được trang bị tên lửa không đối không R-77M để tấn công các mục tiêu tầm xa và tên lửa hành trình Kha-59MK2 để tấn công các mục tiêu mặt đất, cùng một loạt khí tài khác. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, vào năm 2018, một chiếc Su-57 đã bắn thử tên lửa hành trình được cho là Kha-59MK2 ở Syria, diệt mục tiêu một cách chính xác. Thứ tư, động cơ và tốc độ. Su-57 có thể đạt tốc độ siêu âm Mach 2.1 mà không cần tăng lực. Thứ năm, Su-57 điều khiển UAV tàng hình. Cơn ác mộng mới với phòng không bất kỳ nước nào, bao gồm cả Ukraine. Các quan chức quốc phòng Nga khẳng định Okhotnik có thể hoạt động dưới sự điều khiển của phi công Su-57. Theo Asian Times, đầu tháng 7 vừa qua, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Nga sử dụng S-70 Okhotnik, máy bay không người lái UAV tàng hình hạng nặng, để tấn công lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Sumy. Hình ảnh trên các kênh Telegram cho thấy ít nhất 2 chiếc UAV bay qua không phận Ukraine có hình dạng và kích thước phù hợp với S-70B Okhotnik thợ săn. Tháng 6 năm 2022, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin S-70B Okhotnik đã tiến hành thử nghiệm phóng đạn dẫn đường chính xác PGM nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất. Đây có thể là tên lửa Kha-59MK2 được phát triển cho Su-57. UAV Okhotnik có thể sử dụng tất cả các loại khí tài tầm xa giống Su-57, bao gồm tên lửa R-77M và Kha-59MK2 xâm nhập không phận tranh chấp mà không bị phát hiện để phá hủy mục tiêu quan trọng của đối phương. Lúc này, Su-57 sẽ đóng vai trò người bảo vệ cho S-70 trong trường hợp nó bị máy bay chiến đấu kẻ thù phục kích. Hoạt động cùng nhau, Su-57 và Okhotnik sẽ có khả năng linh hoạt trong tác chiến. Theo thông tin cập nhật gần đây của truyền thông nhà nước Nga, tập đoàn quốc doanh Rostec thông báo rằng một động cơ giai đoạn 2 mới có tên Isdelie-30 đã được trang bị cho một số máy bay chiến đấu Su-57 và chúng đang trong quá trình bay thử nghiệm. Báo cáo cho biết thêm, lực lượng hàng không vũ trụ Nga có thể nhận 76 chiếc Su-57 vào năm 2027.